Hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Phúc. Thì hôm nay Phúc sẽ react cho trailer của Shang-Chi and the Legend of Ten Rings, bom tấn tiếp theo của nhà Marvel Studio sẽ ra mắt vào dịp lễ 2 tháng 9 năm nay. Ủa, thiên thần hộ mệnh hả? Mặt đơ nhỉ? Shang-Chi mặt hơi đơ. Hít đất. Tưởng ngon đấy. I gave you 10 years to live your Mà, life. tưởng chịu là phát là Furious má. Awafina. And where did that get you? Mặt bạn này nhìn chán chán vậy. Ui, lương chưa vĩ. Mấy cảnh fantasy nhìn chán á. People in the world couldn't kill you. God. Son, it's time for you to take your place. Mọi người chỉ vậy là giống đông tàn tây đảo quá à. Mười cái dòng Seaman đi đương quyền. Mulan à. Xấu đấy. Mặt Simu Liu cứ đơ đơ ấy. Ngầu thì không ngầu mà nhìn cứ đơ đơ ấy. Okay, 10 cái dòng Simen. Ủa, đoạn này giống không? Giống không? Speed Preview Santa Bullock với Kenny Reeves hay gì? Ok mọi người, và mình sẽ nói nhanh về teaser của Shang-Chi and the Ten Ring. Thứ nhất, Shang-Chi đẹp trai, tướng ngon, nhưng mặt vẫn hơi đơ, thật sự là như vậy. Có cả cố gắng làm ngầu vẫn đơ. Thứ hai, đây là Resident Asian, phiên bản võ thuật. Thứ ba, những cảnh đánh fantasy, những cảnh huyền ảo trong phim, nó là giống như Mulan, chứ nó không còn giống như một phim của Marvel Studio nữa, nó giống là phim Disney thuần túy luôn. Và thứ tư là gì? Nữ diễn viên mình yêu thích từ TVB là Trần Pháp Lai đóng trong phim này nhưng vẫn chưa xuất hiện trong teaser, hy vọng trailer sau sẽ xuất hiện. Rồi xong, hết. Bye bye mọi người. What the fool?